chừa lại, là ba nhánh này khi mà chúng ta tạo tán chúng ta chừa lại cho nó có cái độ thở, cho nó có độ thở. Nếu bà con cắt hết thì lỡ một cái cây nó mưa nó xuống nhiều quá nó sẽ chết nha bà con. Bà con nên nhớ là phải chừa ba nhánh, ít nhất khoảng ba nhánh chừa độ thở. Rồi khi mà cái những cái cây này, những cái bông này nó lú ra như vậy thì bắt đầu chúng ta cắt tiếp, cắt tiếp tới đây đó, cắt tiếp. Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh Trung Tâm Cây Giống, mang sự yên tâm đến cho mọi nhà. Hôm nay bên Trung Tâm Cây Giống chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con về cây na Đài Loan 3 tháng rưỡi tuổi thì và các cách tạo tàn cây na tháng tuổi, cây na Đài Loan 3 tháng tuổi để cho cây na Đài Loan có nhiều cái nhánh cấp 2 và nhiều nhánh cấp 3, để sau này khi chúng ta làm trái cây na Đài Loan thì cái trái của nó sẽ đạt được rất là nhiều trái đó. Thì mời bà con quay tổng thể cây na Đài Loan. Đây, cây na Đài Loan là 3 tháng rưỡi tháng tuổi nha bà con. Thì trồng, quy trình này là quy trình trồng của chúng ta, là trồng vẫn giữ cỏ nè. Đây, bà con thấy không, đắp mô cao cho nó hệ thống nó thoát nước, nó không không trữ nước lại ở cái phần trên, không thử nước ở phần rễ, không ôi làm không cho nó làm ôi cái bộ rễ đó, nó cũng nước mưa nó xuống nó sẽ thoát nước ra ngoài, tránh cái trường hợp ôi bộ rễ đó. Thì cái quy trình giữ cỏ này cũng vậy, khi mà cỏ nó lên chúng ta phải cắt cỏ, phải có đặc biệt là không xịt thuốc cỏ đó. Tại vì cái na Đài Loan nó rất là ngại cảm với cái loại thuốc cỏ, mà thuốc cỏ hóa học đó. Thì bà con nên nhớ là phải giữ cỏ đó. Và thí dụ cỏ nó cao thì bà con dùng cái máy cắt. Thì quay lại với cái cây na Đài Loan 3 tháng rưỡi tuổi này, thì bên Trung Tâm Cây Giống chúng tôi đã có tạo tràn rồi nè. Bà con thấy nè, chúng tôi đã tạo tràn 2 lần rồi nha bà con. Đây, tạo ở dưới khúc dưới này và tạo ở trên này đó, đây là tạo 2 lần rồi nha bà con. Đây tạo 2 lần rồi nè đó. Đây thì tạo nhánh nhện này làm chi, đây quay tạo nhánh nhện này làm chi, để cho mục đích những cái nhánh đây người ta dí cái này làm nhành cấp 1 nè, cành cấp 1 thì chúng ta, đây là cành cấp 1 nè, thấy đây cành này cành cấp 1 thì để tạo cái này lấy nó ra nhành cấp 2, nhành cấp 2 rồi nhành cấp 3 đó, cái quy trình như vậy tạo cho thành cấp 2 cấp 3 đó. Thì cái giai đoạn tạo như vậy rồi thì khi cái cây nó lên cao nó khoảng tầm này, chúng ta tạo thêm một lần nữa, chúng tôi đó, quy trình chúng tôi sẽ tạo thêm một lần nữa để cho cái cây na Đài Loan nó phát triển. Thì đây bà con thấy không, khi mà cây na Đài Loan trồng ra môi trường ngoài rất là phát triển, rất là mạnh đó. Thì bà con cũng phân tích rõ luôn nha, cái lá na Đài Loan nó khác với cái lá La Thái, nó khác rất là nhiều. Cái bản chất của nó là lá bự nè, lá bự xanh là bự nè. Mà khi mà na Đài Loan nó ra môi trường thì nó phát triển rất là mạnh, phát triển mạnh hơn là na Thái đó. Mà đặc biệt cái na Đài Loan này là tự thụ phấn đó, không cần phải thụ phấn như những cái loại na khác này không, nó tự đậu trái không cần thụ phấn như những loại na khác. Thì đây là cái na Đài Loan này 3 tháng rưỡi. Thì bên đây qua đây chia sẻ cho bà con là bên Trung Tâm thì quay qua đây chúng tôi sẽ chia hướng dẫn bà con là cách tạo tán cho nó gặn kẽ hơn cái cây kia. Tại cây kia bên kia là Trung Tâm Cây Giống đã bên chúng tôi là đã tạo tán này là cũng lâu rồi, thì quay qua cận cảnh cây này đó. Thì đây bà con tạo tán nha đó, bà con cứ bấm sát vô nè, cứ bấm sát lại đi, không sao hết. Nó không phải như cây ổi hay không phải như cây bưởi hay không phải như cây gọi khác, đặc biệt là cây na Đài Loan mà con bấm càng sát thì cái nách nó ra càng nhiều đó nè, những cái nách này nó ra nè, bà con thấy không. Đây, nách này ra nhiều. Thì những cái nách này sau này nó sẽ là nhánh cấp 3, máng nhện cấp 3. Thì những cái nách này là trái nhiều hay trái ít là do quyết định cái lúc thời gian nào chúng ta làm trái như thế này, làm tạo tán nó như thế này. Đó, chúng ta tạo càng tạo nhiều trái càng tán thì trái sau này chúng ta làm trái nó rất là nhiều. Đó. Rất là nhiều nha bà con. Đó. Thì bà con nè, bà con nhìn nè, tại sao nó có 3 cái nhánh như vậy chúng tôi chừa lại. Đó, bà con thấy chừa nhánh, 3 nhánh này chừa lại, là 3 nhánh này khi mà chúng ta tạo tán chúng ta chừa lại cho nó có cái độ thở, cho nó có độ thở. Nếu bà con cắt hết thì lỡ một cái cây nó mưa nó xuống nhiều quá nó sẽ chết nha bà con. Bà con nên nhớ nè, phải chừa 3 nhánh, ít nhất khoảng 3 nhánh chừa độ thở. Rồi khi mà những cái cây này, những cái bông này nó lú ra như vậy thì bắt đầu chúng ta cắt tiếp tới đây đó, cắt tiếp vào chỗ này đó, cắt tiếp đó thì nó sẽ lú ra nữa, thì những cái này nó sẽ là cái nhánh thở rồi. Thì đến cái giai đoạn khi mà chúng ta cắt đến cái giai đoạn này là 7 ngày. Đó, trong vòng 7 ngày nó sẽ lú ra những cái như vậy, sẽ lú ra những cái tượng như vậy. Đó, 7 ngày nha bà con nhớ nha. Thì khi bà con từ cái lúc cắt cái này đến cái lúc mà giai đoạn nó ra được như vậy là 7 ngày. Đó, 7 ngày thì bà con xịt thuốc bò trĩ, xịt thuốc bọ mắt á, bò trĩ á, nó hay có cái con đó nó ăn. Nếu bà con không xịt thì nó sẽ bị ăn những cái lá này, rồi những cái lá này nó hút hết cái chất nhựa trong cái lá này thì những cái đọt này nó sẽ không phát triển.
đó. Bà con nhớ lưu ý nha, bà con nhớ cái giai đoạn này là bà con phải xịt thuốc bò trĩ, bò trĩ hoặc là bò mắt, nó hai là đó. Thì có gì thắc mắc thì bà con cứ liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi sẽ chia sẻ dần những cái loại thuốc đó để bà con về bà con xịt cho nó có hiệu quả đó. Thì cái giai đoạn này là một tuần lễ là nó như vậy hết rồi, bà con xịt rồi thì về đây khoảng 25 ngày sau là nó sẽ lên như vậy. 25 ngày đến 30 ngày nó sẽ lên, rồi nó phát triển những cái dành đó cao như thế này, nó phát như vậy khoảng 30 ngày, khoảng 30 ngày, khoảng một tháng đó là nó khác như vậy. Tại vì thể loại là cây na Đài Loan là nó rất là phát triển rất là mạnh, nó phát triển mạnh hơn là cây na Thái hay những cái loại na khác, nhưng mà con nên lưu ý nha. Nên khi nó ra môi trường nó phát triển rất là mạnh và rất là phát triển mạnh hơn là những cái loại na khác đó. Vậy do bản chất yếu tố cái lá của nó bự xanh và dày cho nên nó hấp thụ được với cái môi trường ở ngoài thì nó sẽ lớn rất là nhanh, và nó cũng là một trong những cái loại cây chịu được hạn mặn, chịu được hạn mặn, chịu được hạn phèn quá cao, khá cao, hạn mặn khá cao, và nó là một cái cây kinh tế của năm 2021 và bên trung tâm cây giống đã nhân giống rất là nhiều, rất là nhiều từng giai đoạn của cây na này. Đặc biệt bên trung tâm cây giống chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con về cái quy trình làm kỹ thuật làm trái na Đài Loan theo quy trình mới của bên trung tâm cây giống mà đạt năng suất rất là cao. Đó. Nếu bà con đã có trồng cây na Đài Loan rồi thì bà con cứ bấm vào cái video mà kỹ thuật làm trái na mới của bên trung tâm cây giống chúng tôi sẽ thấy được cái kết quả làm trái nó như thế nào. Đó, như thế nào để cho bà con hiểu được và biết được những cái cây na nó có dễ làm trái hay không, để tránh được những cái những lời đồn đoán của bà con là cây na là Đài Loan là khó làm trái, nhưng thật sự bên trung tâm cây giống chúng tôi đã làm trái rất là thành công và rất là nhiều trái và bự trái cho bà con. Tỷ lệ một trái na Đài Loan của chúng ta nằm khoảng 7g đến 9g, nó trái nó bự khoảng 7g đến 9g nó một trái, có cái da nó cái họ cái trái nó không rất là dai và thơm, nó thơm nha bà con, là nó hơn mùa dứa đó, nó mùa dứa gọi là na dứa Đài Loan đó, bà con nhớ nha. Ít hạt, ít hạt. Thì đây mà bà con quay tổng thể lại cái cây na mà chúng tôi đã cắt rồi, từ một tháng sau là nó sẽ lên phát triển như vậy, và một cái cây na chúng ta mới cắt để cho bà con thấy tổng thể. Đây, đây là những cái cây na là chúng tôi mới cắt trong vòng một tuần lễ và đã xịt thuốc ngừa ngừa thuốc bò trĩ và thuốc bò mắt nha bà con đó. Thì đây là cây na Đài Loan, na Đài Loan một tháng tuổi, chúng tôi đã cắt rồi một tháng tuổi. Còn thấy thì cái số lượng cây giống bên trung tâm cây giống chúng tôi làm số lượng rất là nhiều, thì bà con có lưu liên hệ về cây giống cây na Đài Loan ha, tất cả những cây giống gì từ cây trong nước và nhập khẩu thì bà con cứ liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại phía bên dưới màn hình để chúng tôi cung cấp tận nhà tận giường và tận nơi cho bà con, để bà con có cái sự tiện lợi cho cái sự trồng trọt của bà con đó. Bên trung tâm cây giống chúng tôi là nhận đảm bảo cung cấp cây giống toàn quốc, cho nên bà con cứ yên tâm về cái phần đó. Về cái quy trình đóng gói thì chúng tôi làm rất là kỹ đó, bà con cứ yên tâm. Nếu bà con cảm thấy video này hữu ích thì bà con bấm nút chuông đăng ký phía bên dưới để nhận được những cái video hay và mới nhất của trung tâm cây giống chúng tôi, luôn luôn cập nhật những cái mới, những cái hay, những cái mới và những cái kinh nghiệm của chúng tôi để chúng tôi được chia sẻ đến bà con nhiều cái ý nghĩa hơn để bà con trồng trọt sao cho nó đảm bảo được. Thứ nhất là chuẩn nguồn giống, thứ hai là chuẩn là chất lượng, thứ ba là tiềm năng của cây giống nó có thật sự phát triển như như chúng ta đã bỏ tiền ra đầu tư hay không đó. Thì video này thì đến đây là kết thúc. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con những trong những cái video tiếp theo.